Phương Anh được đương kim Hoa hậu quốc tế dự đoán top 5, phía Miss International phản ứng bất ngờ. Vào ngày 5 tháng 11, buổi họp báo công bố vương miện mới của tổ chức Miss International đã chính thức diễn ra. Tại đây, fan sắc đẹp đã được ngắm nhìn chiếc vương miện do Việt Nam chế tác và tài trợ. Chính vì điều này, trong buổi họp báo đã có rất nhiều câu hỏi xoay quanh việc liệu Phương Anh đại diện Việt Nam tại Miss International 2022 có nhận được sự ưu ái nhiều hơn các thí sinh khác hay không. Theo đó, đại diện của tổ chức Miss International cũng đã có những chia sẻ chính thức về vấn đề này. Cụ thể, ông Stephen Diaz, giám đốc marketing của Miss International, đã khẳng định chắc nịch trong buổi họp báo rằng sẽ không có bất kỳ sự thiên vị nào cho Phương Anh tại cuộc thi sắp tới. Theo đó, ông nói, nếu Phương Anh vào được top 15, top 5 hay thậm chí là giành được vương miện thì đó hoàn toàn là năng lực của cô ấy. Các giám khảo của chúng tôi đều là những người rất kín tiếng, thậm chí họ còn không sử dụng mạng xã hội. Tôi chỉ muốn mọi người nhớ rằng Miss International là một cuộc thi vô cùng công bằng. Dẫn chứng về sự công bằng của tổ chức Miss International, ông Stephen cũng chia sẻ thêm, trong 10 năm trở lại đây, đã có 5 cô gái đến từ Nhật Bản on top tại Miss International, dù đây là cuộc thi có chủ là người Nhật và cũng do người Nhật tài trợ. Thậm chí, Miss International từng có một người đẹp không lọt vào top 15, dù cô là con gái của người đã tài trợ cho cuộc thi trong suốt 25 năm qua. Bên cạnh đó, bà Trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung, đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss International Việt Nam, cũng đã có những chia sẻ trước những hoài nghi của người hâm mộ về sự thiên vị của tổ chức Miss International dành cho Phương Anh. Theo bà, đại diện của Việt Nam năm nay tại Miss International là Phương Anh đã là một chiến binh quá mạnh về cả nhan sắc lẫn trí tuệ. Chính vì vậy, nàng hậu gốc Sài Thành sẽ không cần bất cứ sự ưu ái nào để có thể đạt được vị trí cao tại cuộc thi năm nay. Bà Dung nói, khi họp báo công bố vương miện diễn ra tại Việt Nam, bạn bè quốc tế sẽ cho rằng Việt Nam tài trợ vương miện cho Miss International 2022 thì được một vị trí cao trong cuộc thi. Tuy nhiên, Việt Nam đã có một chiến binh quá mạnh tại đấu trường Miss International 2022. Vì vậy, chúng tôi không cần sự ưu ái này. Ngoài ra, việc Phương Anh bất ngờ vắng mặt trong buổi công bố vương miện của cuộc thi cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Giải đáp câu hỏi này, bà Phạm Kim Dung cho biết, hôm nay không có mặt của Phương Anh vì muốn giữ sự riêng tư cho buổi công bố vương miện và để không liên quan tới Phương Anh, tránh việc bị nói ưu ái cho đại diện Việt Nam. Nhiều netizen cũng đã có những bình luận thể hiện sự đồng tình với sự vắng mặt của Á hậu Phương Anh tại sự kiện này. Tinh tế và thâm thúy, thông minh và tinh tế vậy trời, quá hợp lý, tôi coi chỉ sợ thấy Phương Anh nhưng may quá không thấy. Mặc dù trong sự kiện không có sự hiện diện của Á hậu Phương Anh, song người đẹp đến từ Thái Lan vẫn dành những ưu ái cho đại diện Việt Nam. Chia sẻ với Thanh Niên, Hoa hậu Sirathon Lirangwat cho biết, Phương Anh có nhiều tính cách phù hợp với cuộc thi Hoa hậu quốc tế, vì vậy cô ấy chỉ cần nỗ lực hết sức. Tôi nghĩ cô ấy thực sự đang làm tốt và theo quan điểm của tôi, ít nhất Phương Anh có thể vào đến top 5 của Hoa hậu quốc tế năm nay. Ngoài ra, Hoa hậu quốc tế 2019 còn nhận xét đại diện Việt Nam sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cũng như có cách ứng xử tinh tế như người Nhật. Trong thời gian ngắn nữa, Phương Anh sẽ chính thức bay sang Nhật Bản để tham gia chinh phục giấc mơ vương miện tại Miss International 2022. Cô được đánh giá là một trong những đại diện mạnh nhất mà Việt Nam từng gửi tới đấu trường này khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào, kỹ năng trình diễn điêu luyện và khả năng nói trôi chảy nhiều thứ tiếng khác nhau. Chính vì vậy, các fan sắc đẹp nước nhà hy vọng Phương Anh sẽ cố gắng bứt phá và giúp Việt Nam có được chiếc vương miện đầu tiên từ Miss International.